Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với chương trình Thay răng sứ cũ, đổi lấy răng toàn sứ mới, tiết kiệm đến 99,9% tại Nha khoa Ân Tâm. Thì trong số quay ngày hôm nay chúng ta sẽ được gặp gỡ với một vị khách hàng tiếp theo. Chị ơi, không biết là chị có thể giới thiệu đôi nét về bản thân chị đang sinh sống ở đâu để cho mọi người cùng biết được không ạ? Chị tên Hồng, chị đến từ Phú Quốc và hiện tại thì chị đang làm thẩm mỹ viện em ạ. Đang làm thẩm mỹ viện. Không biết là với cái cơ duyên nào mà chị lại biết đến Nha khoa Ân Tâm á chị Hồng ha? Tại vì Nha khoa Ân Tâm là cái nha khoa quen thuộc mà nguyên cả gia đình của chị làm ở đây. Từ ba mẹ chị nè, hai chị gái của chị và chị nữa, và sắp tới đây là cháu chị muốn sẽ tới làm nữa. Tại chị về nó thấy răng của chị đẹp quá nên nó muốn làm, nên chút xíu nữa chị sẽ đặt lịch bên mình luôn á. Trước khi mà chị làm răng sứ cũ á, thì răng thật của chị thì bị như thế nào? Nó có cái khuyết điểm gì mà chị lại muốn là mình làm qua răng sứ? Răng thật của chị là, em biết rồi, người Phú Quốc thì đâu có răng được đẹp đâu. Thường á dùng cái người ta nói là cái nước ở nơi đó nó làm cho răng của mình dễ bị hư. Nên là răng của chị thì nó bị thưa, ban đầu là bị thưa, rồi nó vàng rồi nó cũng răng nó không có đều nữa. Nên là mình có làm qua một lần rồi, nhưng mà cái màu răng và qua một thời gian thì răng nó không có được đẹp nữa. Nên là mình qua đây. Đến với Ân Tâm nè, không biết là khi mà chị đặt lịch á thì chị có biết trước về cái chương trình thay răng sứ cũ đổi lấy răng toàn sứ mới tiết kiệm 99,9% á, không biết là chị có biết chương trình đó trước khi mà mình tới không? Chị không biết luôn á, tại vì chị đã định thay răng lâu lắm rồi, cái không có thời gian. Chứ tự dưng hôm đó cái có thời gian á, mình nghĩ cái đầu qua thay xong rồi mọi người mới nói là cái này hôm nay là thay miễn phí gì để cho mình đó. Nên là mình nói mình may mắn may mắn mình có được cái dịp này. Thấy bất ngờ, quá bất ngờ, tại vì trong cái quá trình mình làm mình cũng không nghĩ là mình sẽ được giảm giá nhiều đến như vậy. Mình làm thì đội ngũ bác sĩ và các bạn y tá rất là nhiệt tình, làm xong thì đi ra cái lúc mà tính tiền mới biết là mình được free. Khi mà bác sĩ thay răng sứ mới cho chị Hồng nè, thì chị cảm thấy là dáng răng mới này như thế nào? Chị có cảm thấy là nó khác biệt so với hàm răng cũ không? Nó có làm cho chị cảm thấy hài lòng, tự tin hơn không? Thứ nhất là mình thấy hài lòng về cái loại răng. Tại vì mình đã đổi từ cái răng zirconia qua, nên là cái loại này nó rất là sáng và nó bóng. Thứ hai là ban đầu mình đã có yêu cầu về cái dáng răng và bác sĩ đã làm đúng như cái dáng răng của mình. Và trộm vía là làm một lần thôi, không có cần phải thay đổi dáng gì hết. Ta không nghĩ là tay nghề của bác sĩ rất là tốt. Bản thân chị làm xong là về ăn nhai được liền. Và hôm nay chị tới là chị ăn nhai rất là dễ dàng và nó không có một cái trục trặc gì cả. Dạ, chị đã có thời gian để mình gắn tạm, mình ăn uống thử và mình cảm thấy là rất là ổn, rất là ok. Nên là hôm nay chị quay lại để mình gắn chắc. Thì chị có thể chia sẻ với mọi người một tí xíu nữa là cái thời gian mà chị lắp cái bộ răng sứ đó thì nó mất mấy ngày và chị phải đi lại mấy lần không? Chị đi chỉ có 2 lần thôi. Lắp thì thông trước thì mấy bạn hẹn chị là 4 ngày 3 ngày, nhưng mà mới có 2 ngày đã có răng rồi, cái bàn điện kêu qua gắn rồi. Đó, thì khi mà mình gắn lên thì mình thấy hài lòng, ưng ý liền luôn. Thấy hài lòng nha, mà răng nó cũng ảnh hưởng phong thủy rất là nhiều nha. Khi mà làm bộ răng mới này chốt sale rất là nhanh nha. Cái phong thủy đó chị rất là quan trọng, nên cái răng cũ á, nó hơi vàng và nó ngắn, nên là khi mình cười lên là mình không có tạo được cái thu hút á. Nhưng mà khi làm răng về á thì mọi người có nhìn cái răng của chị không à, khi nói chuyện tập trung vô răng của chị và chị giới thiệu với bên mình rất là nhiều. Em cảm ơn chị rất là nhiều ha. Thì công việc của chị thì là về thẩm mỹ, thì đương nhiên là mình sẽ phải giao tiếp với khách hàng rất là nhiều rồi. Thì em cũng thấy là mình thay qua cái hàm răng mới này thì em thấy đẹp hơn hẳn, duyên hơn rất là nhiều. Chị Hồng khi mà đến với Nha khoa Ân Tâm á, thì hơi khác với các vị khách hàng lúc trước một tí xíu. Đó là các vị khách hàng lúc trước là họ đã từng làm răng sứ kim loại rồi, còn chị Hồng là làm răng toàn sứ nhưng mà chưa có hài lòng về cái màu sắc cũng như là độ trắng tự nhiên á, nên là chị Hồng mới quyết định là thay qua răng sứ tại Ân Tâm. Thì sau khi mà chị đã trải nghiệm chương trình và sử dụng dịch vụ của Nha khoa Ân Tâm rồi, thì không biết là chị có thể chia sẻ một chút về chất lượng dịch vụ của Nha khoa không ạ? Nói về đầu tiên là đội ngũ nhân viên, về chị điện lại chị tư vấn thôi, thì mọi người rất là đông đã chào mời chị. Thứ hai là chị đến thì bác sĩ và y tá rồi rất là nhanh nhẹn, tại vì cái thời gian là cái quan trọng đối với chị, nhưng mà mọi người luôn sắp xếp tạo điều kiện, mặc dù mọi người đang thay là free cho chị, nhưng mà chị cảm thấy nó dịch vụ rất là tốt.
Bây giờ thì nha khoa ở bên ngoài rất là nhiều, nhưng quan trọng là vấn đề về chăm sóc khách hàng và khách khe cái phần sau này. Nên là khi mà mình đến đây thì đó là một cái cảm nhận khác biệt. Chị rất là hài lòng và mình cảm thấy đây là cái nơi mà mình đã lựa chọn rất là đúng. Thì sau khi mà chị đã trải nghiệm dịch vụ của nha khoa nè, chị tham gia chương trình này thì chị chia sẻ với tất cả mọi người, đặc biệt là những khách hàng mà đang có răng sứ cũ nè, đang sử dụng răng sứ cũ, cũng giống như chị cũng đang không có hài lòng về răng cũ của mình á, thì chị có thể nói lời nào chia sẻ với mọi người để giúp cho mọi người có động lực đến với nha khoa Ân Tâm tham gia chương trình để thay răng sứ để đẹp giống như chị được không? Sự như thế này mọi người ơi, khi mà mình về công ty của mình thì mọi người nghe nói là thầy hàm răng vậy mà không có tốn tiền thì ai cũng bất ngờ hết trơn á, tại không có tin vào cái chuyện này, nhưng thật sự đó là có thật. Nên là khi mà mọi người đã từng làm răng sứ rồi, không hài lòng với màu sắc trắng răng hay có vấn đề gì đó, thì mọi người hãy mạnh dạn đến đây, điện thoại đến bên nha khoa An Tâm của mình để mà được các bạn tư vấn để đến đây để thăm khám và thay răng, được hỗ trợ đến 99,9%, đúng không? Dạ đúng rồi. Thì mọi người cứ mạnh dạn đến đây đi, nó là có thật chứ không phải là chỉ quảng cáo thôi đâu nha. Và chị là người đã tham gia chương trình. Chị là người đã tham gia và chị là chứng sống nữa. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem kênh YouTube của Nha Khoa Ân Tâm đến tận giây phút này. Sau khi mà xem video thực tế từ chị Hồng, mọi người ai đang có nhu cầu thay răng sứ thì hãy mạnh dạn, nhanh tay đăng ký và tham gia chương trình thay răng sứ cũ, đổi lấy răng toàn sứ mới, tiết kiệm đến 99,9% tại Nha Khoa Ân Tâm nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.